Thưa quý vị, thời gian qua phản ánh đến kênh VTC14, các hộ dân tại ngõ 26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết họ đang sống trong cảnh lo lắng, bất an khi một ngôi nhà mình đang sinh sống bỗng dưng bị nứt, bị lún và bị nghiêng. Sự việc trên theo những người dân ở đây là sau khi dự án chung cư cao cấp The Grand Hà Nội được triển khai xây dựng. Và ekip phóng viên kênh VTC14 đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận hiện trạng. Tường nhà nứt toác, cánh cửa không thể đóng được. Đó là thực tế những gì đang xảy ra tại ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Trác. Đây là nhà tôi nứt rồi. Thế mà bây giờ đang sợ là cái nhà, cái bể phốt dưới nhà, sợ nó nứt như thế có thể là ảnh hưởng đến bể phốt, nó nứt cuối cùng nó tỏa ra ở dưới rất đấy. Cái nhà hỏng từ nợt ở đây này, nó nghiêng về đằng trước rất nhiều. Tại vì nhà tôi nhìn, tôi không biết, nhìn mắt thường không biết được. Như cái ống nước ấy con ra thế nào, từ bên nào sang kia nó cong hẳn lên. Thế còn bên này đổ bên này thì tôi nhìn nó mắt thường, tức là nhà bên này, nhà bên anh Thạch với nhà tôi, nó toát ra khoảng gần 10 phân. Còn đây là căn nhà của gia đình bà Mão. Những vết nứt ngày càng to dần và kéo dài khắp tường. Bức xúc, gia đình bà Mão đã liên tục kêu cứu. Sau khi thi công, bên ấy là bắt đầu là nốt nứt từ cái lần làm. Nhưng mà dân dân thì đã kiến nghị và báo người ta, nhưng mà nói chung người ta vào người ta làm, người ta chỉ đua thôi. Còn thế là người ta cũng chụp ảnh đi. Thế sau khi làm thế là hắn nứt rồi, họ đến rồi chụp ảnh rồi ghi lên. Thế là đến giờ chưa thấy giải quyết cái gì cả, thấy im luôn. Ngõ 26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội không chỉ có riêng gia đình bà Trác, bà Mão bị lún, nứt nhà cửa. 15 hộ gia đình khác cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Cực chẳng đã, họ buộc phải gửi đơn khắp nơi cầu cứu. Thế mà bây giờ nhà hỏng từ tầng 1 cho đến tầng 4. Thế mà chúng tôi thì gọi họp ở khu phố, họp tổ đấy, thì nói chung là cũng nói cũng sơ sơ, tức là cũng đền bù này khác. Thế chúng tôi cứ chờ. Thế nên cả trong này là tập thể là 15 hộ. Thế có những người ở xung quanh đằng kia thì người ta bảo nhà ta rất hỏng, bên chỗ Hai Bà Trưng bảo hỏng rất nhiều. Thế người ta cũng kêu cứu, rồi là nhà bà già người ta cũng thuê nhà thì ở chỗ khác. Thế thì quy định tại điều 114 của luật xây dựng năm 2014 thì có nói rằng là trong trường hợp mà phát hiện về cái vấn đề là lún hoặc nứt về các công trình liền kề, gây thiệt hại cho các công trình liền kề, thì trong trường hợp này chủ đầu tư phải dừng lại về cái việc là xây dựng của mình. Và với các hộ dân mà bị, tức là ảnh hưởng với cái bị công trình đấy, thì các hộ dân trong trường hợp này có cái trách nhiệm hoặc là có cái quyền là đề nghị lên trên chính quyền địa phương, huyện, quận, thành phố để làm cái gì, để tức là dừng ngay cái công trình đó. Chưa rõ việc lún nứt nhà của các hộ dân là do đâu, tuy nhiên xảy ra tình trạng trên sau khi dự án chung cư cao cấp The Grand Hà Nội được triển khai xây dựng ngay sát bên cạnh, thì những nghi vấn của người dân nơi đây là rất có cơ sở.